Do ảnh hưởng của những đợt mưa kéo dài từ tháng 6 cho đến nay, hàng trăm hecta rau màu của nông dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bị ngập úng, ước tính thiệt hại từ 50 đến 100%. Nếu như ở những vụ trước rau màu đem lại nguồn kinh tế cho bà con nông dân nơi đây, thì vụ rau màu này họ đang phải đối mặt với cảnh trắng tay. Ngậm ngùi nhổ bỏ cả rẫy cà tím bị ngập úng thối rễ, ông Kiên Phát cho biết hơn 8 công rau màu các loại của gia đình ông đều lâm vào cảnh tương tự, mức độ thiệt hại là 100%. Nói chung cái vụ trồng màu đầu mùa mưa năm nay là tôi thấy là thời tiết năm nay rất là bất thường. Tại vì ở đây trồng thì không có kinh thất nữa, bởi nếu mà lỡ có mưa lớn thì là ngập. Không chỉ có ông Phát, nhiều hộ nông dân khác ở đây cũng lâm vào cảnh tương tự, dù nằm ở khu vực gần kênh, dễ thoát nước. Vụ này là tôi trồng tổng cộng là 7 công, mà nói chung cái thất thoát do nơi thời tiết mưa ngập đó là hư hết cỡ khoảng phân nửa. Tôi mong là cơ quan có chức năng dùng kiểu như là đạ kinh xương để cống thoát nước để cho anh em được nhờ. Tính đến nay, xã Ngũ Lạc có hơn 200 hecta diện tích trồng rau màu bị thiệt hại từ 50 đến 100%, tập trung nhiều nhất ở các ấp Sóc Ruộng, Thốt Lốt, Rọ Say. Việc rau màu bị ngập úng như thế này khiến người dân đứng ngồi không yên, bởi thu nhập vụ này của bà con coi như mất trắng. Đứng về khía cạnh của hợp tác xã thì chỉ mong muốn là các cấp lãnh đạo có những cái chính sách để mà hỗ trợ lại cho những bà con xã viên đã bị ngập, cho bà con xã viên có cái động lực để mà tiếp tục sản xuất tiếp vụ mùa. Để hạn chế thiệt hại cho nông dân, ngành chức năng sẽ triển khai thi công các tuyến kênh nội đồng để phục vụ cho việc sản xuất, đặc biệt là phục vụ tưới tiêu cho các khu vực trồng màu. Trong đó tập trung vào các khu vực trọng yếu thường xuyên ngập lụt nhằm đảm bảo ổn định sản xuất cho người dân.